Vâng, xin chào quý anh chị đã trở lại với kênh của em Phi Mitsubishi. Em là Phi, tư vấn bán hàng tại đại lý Mitsubishi có địa chỉ là số 1 Hồng Hà, phường 2 Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay là những ngày đầu của tháng 8. Kế bên em đây là dòng xe Mitsubishi Xpander phiên bản Cross, phiên bản cao nhất. Thì đây là một dòng xe luôn luôn nằm trong top 1 xe 7 chỗ đa dụng, có thể dùng đi gia đình nè, dùng đi kinh doanh nè. Thì video hôm nay em sẽ cập nhật cho quý anh chị chương trình khuyến mãi mới nhất của tháng 8. Mời quý anh chị xem hết clip cũng như là đăng ký kênh để luôn luôn theo dõi những chương trình khuyến mãi và thông tin xe Mitsubishi ha. Và sau đây mời quý anh chị vào nội dung chính của video. Vâng, và video em sẽ có hai phần nha quý anh chị. Phần đầu tiên em sẽ báo giá lăn bánh cho quý anh chị dòng xe Xpander phiên bản Cross này, lăn bánh ở Sài Gòn và lăn bánh ở tỉnh và số tiền trả trước nếu mà quý anh chị mua qua ngân hàng. Phần thứ hai thì em sẽ quay qua tổng quan về xe để quý anh chị xem kỹ hơn về cái phiên bản Cross này ha. Và Xpander Cross là giá niêm yết hiện tại là 698 triệu tại nhà máy, thì khuyến mãi hiện tại là 50% lệ phí trước bạ, tương đương với 35 triệu ha quý anh chị. Thì dòng xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và chính sách bảo hành hiện tại là 3 năm hoặc 100.000 cây. Đối với anh chị mua ở Sài Gòn á, thì tổng lăn bánh hiện tại là 742 triệu. Nếu mình mua qua ngân hàng thì số tiền trả trước là 188 triệu là quý anh chị có thể nhận xe. Thì kèm theo đó là có chương trình khuyến mãi cũng như là quà tặng của đại lý. Nếu quý anh chị đang quan tâm thì có thể liên hệ số hotline ha, em sẽ báo chi tiết cho mình. Và tiếp theo là quý khách, quý anh chị ở tỉnh thì nếu mà tổng lăn bánh là 724 triệu, còn anh chị ở tỉnh mà mua ngân hàng thì trả trước 169 triệu là có thể nhận xe, cũng bao gồm sẽ có bao gồm chương trình khuyến mãi của đại lý nữa ha. Thì quý anh chị đang quan tâm có thể để lại comment hoặc là liên hệ số hotline, em sẽ tư vấn chi tiết cho mình. Bên em sẽ chọn gói đăng ký ra biển vàng nếu mà anh chị chạy kinh doanh ha. Rồi, và sau đây em sẽ quay một vòng xe cho quý anh chị xem chi tiết, xem Xpander Cross này nó sẽ có trang bị những gì ha. Về phần đầu xe thì sẽ có cụm đèn LED nè, chiếu sáng LED và ban ngày LED. Đó, đèn gầm cũng là LED ha quý anh chị. Còn phía trước thì mình sẽ có một cái camera phía trước kèm theo camera hai bên. Là trên phiên bản này với lại phiên bản Premium là có cụm camera 360 ha. Rồi, trên phiên bản này sẽ có giá nóc nè, giá nóc. Rồi ốp chrome của gương hậu, camera bên hông nè. Đó, mâm xe thì là mâm đúc ha, mâm đúc của anh chị. Đó, tổng quan bên hông xe nè. Đó, tay nắm cửa thì có một cái nút mở cửa thông minh. Đó. Rồi, còn đây là nội thất của phiên bản Cross đây. Ghế da thì được trang bị là ghế da màu đen và màu xanh. Rồi có phanh tay điện tử auto hold. Màn hình giải trí này quý anh chị có thể kết nối Apple CarPlay, Android Auto nè. Đó, trên vô lăng có tính năng Roll Control. Và màn hình kia là màn hình cũng LCD các anh chị, rất là nét. Rồi phía đuôi xe. Phía đuôi xe thì quý anh chị thấy là cái đèn, cái cụm đèn hậu này là cũng là full LED luôn nha. Cụm đèn hậu full LED nè. Rồi chữ Xpander Cross nè. Xpander Cross nè, có cả miếng lùi, có cam lùi. Và cái cản sau đây quý anh chị, còn cốp của Xpander rất là rộng ha. Cốp đây. Đó, đây là đang là bậc hàng ghế thứ ba rồi. Đó, và đây là khoảng không gian phía sau nè, rất là rộng rãi ha. Quý anh chị đang quan tâm thì có thể liên hệ em qua số Zalo, số hotline đó. Em sẽ gửi thêm thông tin xe cũng như là màu xe. Trên phiên bản này sẽ có màu nâu ánh xanh đúng không anh chị? Nâu ánh xanh và cam đen. Đó. Đây hàng ghế thứ hai nè. Đó. Về ngân hàng thì họ sẽ hỗ trợ vay 8 năm, hoặc là tỷ lệ là 85% với chị xe. Và những hồ sơ của anh chị cần thêm thông tin thì cứ liên hệ em sẽ cập nhật cho anh chị ha. Và cảm ơn quý anh chị đã đón xem.